có việc gì mà đêm hôm mai anh em xuống đón tôi làm gì đấy? Bạn cùng tôi về chỗ tôi nói chuyện một tí được. Bạn yên tâm là hôm nay là mình chỉ nói chuyện, còn tôi sẽ không động với bạn, đúng chưa? Có vấn đề gì mà về anh tí em nữa. Muốn khúc mắc thì bạn muốn nói chuyện thì em giải quyết cho rõ. Ok, tí nữa có gì nghe nói rõ được quá. Điện thoại vlog.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Sùng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại clip mình nhá. Đấy thì nói chung là mấy ngày gần đây là có rất nhiều anh em bảo mình là tất cả cái suy nghĩ của mọi người là cũng giống như mình thôi, đều nghĩ là cái thằng bạn thân của mình là đánh mình. Đấy, thì hôm nay là mình cũng gọi là có một cái lý do để mình cũng gặp thằng bạn luôn, thì để cho người biết có thể rõ thực sự là nói không. Đấy, thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ gọi là bạn thân ra để mình gặp nói chuyện với nhá. Thì sự việc nhà tí nữa mình sẽ quay cho anh em, bây giờ thì mình sẽ gọi cho nó để nó đang đầu để mình sẽ đi gặp nó. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn là phải gặp nó để xem có phải là nó hay không. Đấy, còn nói chung là mình chắc chưa chắc được, nhưng mà nói chung là có chứng cứ rồi. Đấy. Alo, Hoàng à? Hoàng à? Sao? Bạn đang thôi. Đang ở nhà. Bây giờ tôi gặp bạn tí được. Có việc gì nhỉ? Gặp nhau một tí nói chuyện này cho rõ đi, không có gì đâu. Đang nhà đúng không? Đang nhà đúng không? Tôi đang ở nhà ấy. Ừ, bây giờ tôi xin nói ra cổng nha, lấy cổng vào nha. Rồi, ok. Ừ. Đấy, ok mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói chung là đón cái thằng bạn mình xuống đến đây rồi. Có gì mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Hay không, cuộc trò chuyện hôm nay là mình sẽ quay cho anh em xem hết. Đấy, ok, nhưng mà đấy thì bây giờ mình sẽ xuống nhà thằng bạn mình đón mọi người nhé. Thì nói chung là hôm nay là như là mình nói chung mình chỉ làm theo ý các bạn thôi, còn để biết thật sự đúng là nói không thì bây giờ mình sẽ điều tra một nhất, mình sẽ hỏi nó là bây giờ ngày đấy là nó sẽ làm những gì. Vì mình chắc chắn là mình hôm đấy mình có những người hài rồi, mình có gọi người xung quanh nhà nó rồi, là tất cả mọi thông tin của nó là mình đều biết, thì hôm nay mình sẽ hỏi nó xem nó có đúng như thế không. Nếu mà sai một cái là mình sẽ biết lần ngay được đấy. Nó mà đã nói gì thì bắt nó đưa ra được bằng chứng là nó bằng chứng ngoại phạm, đúng không? Nếu mà chứng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm thì chắc chắn là nó đứa thì sẽ chỉ có các điều kiện đi thì hôm qua thoại đã trả mình rồi, nó không cho mình đi gặp rồi, thì hôm nay mình có ngồi lại bàn bạc với thoại là anh em mình nhất định là phải đi gặp, chứ không thể ngồi im mà chờ được. Ngồi im không thể nào mà mình tìm ra được bằng chứng gì cả, đây cứ phải gặp đã để xem thái độ nhà nó biết ngay. Thế mà nhá, thì mình sẽ xuống đó, mình quay cho anh em xem. Đây, tên xuống đó đi, quay đây. Vào đây. Lên xe bay, lên đây. Đây, đây. Cứ lên xe. Có việc gì mà đêm hôm mai anh em xuống đón tôi làm gì đấy? Bây giờ bạn cùng tôi về chỗ tôi nói chuyện một tí được. Bạn yên tâm là hôm nay là mình chỉ nói chuyện, còn tôi sẽ không động với bạn, đúng chưa? Rồi, ok, có vấn đề gì mà về anh tí em nữa. Còn khúc mắc thì cứ bạn muốn nói chuyện thì anh em giải quyết cho rõ. Ok, tí nữa có gì anh em nói rõ được quá. Rồi bây giờ cho Hoàng nói trước nhá. Hoàng nói lại cái hôm thứ 6. Hôm thứ 6 là bạn ở đâu, làm gì? Đấy là bạn làm gì? Hôm thứ 6 tuần này à? Đúng rồi, bạn chỉ cần nói là tớ biết là cái ngày hôm đấy là làm gì, làm những gì. Từ tối, từ lúc 6 giờ đến 10 giờ. Đi ăn cơm xong rồi ở nhà chơi một lúc rồi đi cà phê với anh em thôi. Xong rồi về đi ngủ. Đi cà phê với ai? Anh em. Mấy người? Có bạn thôi. Mấy người? Ba người. Đi với hai thằng nữa. Có phải đi trên xe quay biển 34B1. Xe quay 68. Không phải biển đấy. 6887 đúng không? Không. Có phải quay trắng không? Mình thế thôi. Không phải. Không phải. Tôi là thấy mày đi cùng với cả hai nữa đi quay trắng. Rồi từ từ. Bạn biết tại sao lý do tôi gọi thằng này không? Có phải thằng này cạnh đối diện nhà bạn không? Đúng không? Đây
thôi bạn cứ nói đi. Có vẻ tối hôm đấy đi cùng hai thanh niên nữa đi Subway đúng không? Mới trắng. Vì là tôi hỏi bạn nhé. Thấy thời gian nông nỗi này vui không? Hả? Đấy thì bạn cứ nói đi, bạn hỏi vấn đề đi xem bây giờ là như thế nào. Điều... Bạn đang nói mình, ý bạn bảo mình là như thế nào. Xong rồi như thế nào thì mình còn mình nói biết đường. Bây giờ bạn vẫn cãi là tối hôm đấy là bạn đi cà phê đúng không? Không phải đi cùng hai đồng quê trắng được. Hôm nay tôi đi với anh em đi uống nước xong về đi ngủ thôi. Cũng chẳng có vấn đề gì. Bạn nói đi. Đấy thì hôm nay tao thấy mày đi với cả hai thằng đó đi ngoài sáng. Nên tao lúc đấy cũng lúc đấy là tầm 8 giờ đúng không? Cái gì mày đi đâu? Thì tao đi, tao đi uống nước ấy, chẳng lẽ bây giờ cứ tao đi với người khác xong rồi cái đi đúng con xe đấy như thế. Xong rồi lại bỏ mày, tao là nhớ, có liên quan đến vụ của Toại à? Mày nên nhớ là camera ấy, là nó ghi lại hết biển số. Tao nói nghe này, camera nó ghi lại hết biển số xe các kiểu rồi. Và cũng ghi thà và cũng bằng chứng được tất cả mọi người xung quanh nhà mày cũng biết rồi. Và đây là bạn tao, nó đối diện nhà mày. Nó thấy mày như thế chẳng lẽ nó vu khống như mày, đúng không? Còn tao thì tao không phải bên nào cả. Còn bây giờ tất cả bằng chứng có rồi, bây giờ mày muốn nhờ. Nếu mày muốn nhờ không? À, chúng mày muốn như nào thì tùy chúng mày thôi. Đây tao đi chỉ có một mình, còn đâu chúng mày ba, chúng mày có người ở đây thì chạy đông hiếp yếu thì tao cũng chấp nhận thôi. Tao nói mày này, còn đâu là tao có làm gì được. Ngay từ đầu tao đã nói mày rồi, riêng hôm nay tao sẽ không đánh mày. Còn lý do tại sao tao gặp mày ấy, là tất cả mọi chuyện là cũng đã rõ rồi. Tao chỉ muốn gặp mày để tao xem có đúng sự thật là như thế hay không thôi. Tao cũng không ngờ là mày lại như đối xử với tao như này đấy. Tao nói thẳng với mày, tao nói thật mày, từ trước đến nay tao mày có rất là nhiều chuyện, chứ không phải là một chuyện khúc mắc. Còn đâu mà mày đã nói như thế rồi thì anh em thì cứ nếu mà xanh chín đàng hoàng rõ ràng thì cứ cho nhau một cái hẹn được để giải quyết tất cả mọi thứ. Đấy thì nói chung là mày nói câu đấy là tức là mày đã nhận là hôm đấy mày cùng hai người nữa đã cắn trộm Toại đúng không? Đúng không? Nếu mày đã nói câu đấy là chắc chắn mày đã nhận rồi đúng không? Như thế nào chúng mày tự hiểu. Rồi. Còn đâu là nếu mà thích thì cho nhau một cái hẹn. Đấy, nói chung là thật sự anh tao em nói chuyện cho nó dễ. Thật sự tao không thể ngờ là bạn bè từng chơi nhau rất là thân mà mày lại làm những trò nhảy. Đầu tiên là mày lại tán người yêu của Toại, thứ hai là mày lại rủ đồng bọn cắn trộm Toại. Tao không hiểu là mày vứt cái tình cảm tình bạn bè ra một bên, mày lại quan trọng tình bạn hơn tình cảm hơn gái gú của mày là hơn tất cả đúng không? Bây giờ ra ngoài cuộc sống nó cũng thay đổi, con người đã thay đổi thôi. Tao nói mày rồi, mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Những cái gì mà mày đã gây ra cho tao ấy, tao khẳng định mày tao sẽ giả cho mày gấp 10 lần. Và riêng ngày hôm nay tao cũng nói ngày mày ngay từ đầu, tao sẽ không đánh mày, không động mày đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay tao sẽ không động mày, không động đến mày. Tao cho mày cơ hội dắt nốt hai đằng kia đến gặp tao. Mày thích hôm nào mày bảo tao một câu, số điện thoại tao có rồi, quán tao mày cũng biết rồi, quán tao mày cũng biết rồi, nhà mày tao biết rồi, nhà tao mày cũng biết rồi, đúng không? Đó. Tao cho mày cơ hội dắt nốt hai người kia xuống cho tao. Có mời mày về. Đi ngồi đây. Đi ngồi giữa đây. Ok mày nhé. Mày biết đây là ai rồi đúng không? Là Sơn. Nhưng mà Sơn có hai tên, một tên là Huy. Cái Huy là tên ở nhà, thì thường là bọn lớp tiền là các bạn là hay gọi, nên là quen là Huy rồi. Nhưng mà tên của, nhưng mà trong tên chứng minh thư là Sơn, nên là mình quen là gọi là Huy đi. Đấy, nên là nói chung là Sơn có hai tên, gọi Huy cũng được, gọi Sơn được, nhưng mà tên chính là bây giờ là Sơn rồi nhé. Đấy, thì em nghĩ là mình cũng không gặp thằng bạn gì đâu, nhưng mà nhờ bạn mình và nhờ mọi người xung quanh và nhờ tất cả các gì, những các hình ảnh mà camera của quán mình ghi lại được, thì mình có đủ bằng chứng để mình nói là thằng bạn do bạn mình. Thì trước đấy mình đã nghi là thằng bạn mình là 70% rồi. Chẳng qua là tao không nghĩ là mày đã thả nó về dễ dàng vậy đâu. Chẳng qua là không có bằng chứng thôi, nhưng mà ngay từ đầu mình đã nói nó là mình không muốn gì mạnh hiếp yếu, mình cho nó cơ hội dắt lối hàng như thế cả mình. Vì nhà nó biết rồi, nó không bao giờ trốn mãi được, bằng chứng có rồi.
mình không muốn là hôm nay mình đánh nó cho nó lại nói là mình không giữ lời, nên mình quyết định mình cho về. Còn chắc chắn là mọi người là mình sẽ không tha cho ba thằng đấy.